bạn, thì hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình ở Thái. Thì sau khi check-in khách sạn rồi, sau đó ăn sáng thì tụi mình có thuê hai chiếc xe máy đó. Thì một chiếc là khoảng 160 bạc cho một chiếc. Sau khi tụi mình thuê xong thì bây giờ tụi mình sẽ đi tham quan vòng vòng thành phố. Cái địa điểm đầu tiên mà tụi mình đến đó chính là một ngôi chùa khá là nổi tiếng ở Chiang Mai, đó chính là chùa Wat. Wat gì mày? Chùa nào tới rồi biết. Wat. À đúng rồi, chùa nào tới thì các bạn sẽ biết. Bây giờ không biết đổ sao đây, bây giờ đang đợi. Qua bên quầy bên kia thanh toán tiền xong thì các bạn sẽ qua bên đây để chúng ta sẽ tự đổ xăng. Thì tụi mình đổ đây là đổ đầy bình. Mình không biết cách tính tiền ra như thế nào nhưng mà tính là 50 bạc cho một chiếc xe, là hai xe là 100 bạc nhưng mà mình không biết là tính theo lít hay là tính thế nào. Mà ở đây để tụi mình đổ đầy bình. Xe ở đây thì các bạn trả xe thì các bạn phải bơm đủ xăng cho người ta và trả cho người ta thì người ta mới nhận xe. Đầy chưa? Xin chào tất cả mọi người, thì hiện tại mình đang ở ngôi chùa Chedi Luang. Thì đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Chiang Mai. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan ngôi chùa này nha. Wat Chedi Luang được khởi công xây dựng vào năm 1391 dưới triều đại vua Sean Muangmaa và được hoàn thành vào năm 1475. Không chỉ được biết đến là một công trình lịch sử của nền văn hóa Lan Na, nơi đây còn là nhà của Đức Phật Emera. Ngôi chùa đã từng bị phá hủy cho một trận động đất vào năm 1545 dưới triều hoàng hậu Maha Devi. Thì hiện nay thì ngôi chùa đã được người dân Thái Lan trùng tu lại với mô típ chim công và rắn rất là tinh xảo tại các sảnh thờ. Thì ngoài ra hình tượng những chú voi không thể thiếu trong những họa tiết điêu khắc của ngôi chùa. Và một trong những điều mà mình rất ấn tượng về ngôi chùa này đó chính là nơi lưu giữ xác của ba nhà sư đắc đạo đang ngồi trong tư thế thiền, và xác của các nhà sư được bảo quản cực kỳ tốt. Cái số này không có dành, đó là dành cho mấy người đặc biệt á. Chế đi Luang thường xuyên được người dân ghé đến để cầu nguyện như là viếng Phật. Các bạn đến những cái khu như thế này và chúng ta cầu nguyện thì chúng ta nên bỏ dép ở ngoài. Thì mình thấy là tất cả mọi người ở đây đều phải bỏ dép ở ngoài trước khi mà bước vào trong để cầu nguyện hoặc là viếng Phật. Bây giờ mình mới thấy một cái hoạt động rất là đặc biệt ở đây, ở ngôi chùa này. Tụi mình rất là may mắn khi mà đi trong ngày lễ Mahapuja, tại vì tụi mình không có biết trước hôm nay là ngày Mahapuja. Thì Mahapuja hay còn gọi là ngày Tăng Đoàn là một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của Phật giáo Nguyên Thủy và được tổ chức tại rất nhiều quốc gia, thì phổ biến nhất là ở Thái Lan. Đây là lễ kỷ niệm một ngày rất là quan trọng cho cuộc đời của Đức Phật Thích Ca sau 2 năm Đức Phật đắc đạo. Mahapuja thường được diễn ra vào ngày trăng tròn thứ 3 âm lịch. Thường thì Mahapuja sẽ rơi vào tháng 3 dương lịch, nhưng năm nay thì lại diễn ra vào tháng 2, và cuối tháng 2 thì cái thời điểm mình đi là vào cuối tháng 2. Nếu như các bạn muốn được trải nghiệm một nét văn hóa độc đáo trong Phật giáo của người Thái như thế này, thì các bạn có thể search trước Google là Mahapuja được diễn ra vào tháng 2 hay là tháng 3 dương lịch để chúng ta biết và chúng ta có thể sắp xếp đi đúng ngày. Thì hiện tại thì tụi mình được một anh người Thái tặng cho những cái nến như thế này. Thì tụi mình sẽ thì cái anh người Thái đó nói với tụi mình là tụi mình sẽ tham gia đi theo cái đoàn sư này để chúng ta cùng cầu nguyện, vừa đi vừa cầu nguyện. Thì đây là anh Thái mà vừa cho tụi mình những cái bông như thế này. Mahapuja đi. Yes. For the.
Ủa, người ta nói là cầu nguyện là vào những ngày đặc biệt á, chứ không phải là mỗi ngày. Tại vì ngày mai là ngày lễ. Bây giờ tụi mình sẽ đến đó là thắp hương và cầu nguyện. Coi như là sau khi mọi người thắp hương xong thì cái buổi lễ này sẽ được kết thúc. Bây giờ tụi mình đã kết thúc xong cái chuyến tham quan ngôi chùa Chedi Luan. Bây giờ tụi mình sẽ đến tiếp tục một ngôi chùa khác cũng rất là nổi tiếng ở Chiang Mai luôn. Đang ở ngôi chùa thứ hai, đó chính là ngôi chùa Rasai. Thì Rasai cách Chedi Luang khoảng 600m, thì tụi mình đi bằng xe máy nên là đến đây rất là nhanh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá ngôi chùa này có gì đặc biệt nha. Này thì giá vé ở đây là 20 bạc. Rasin được xây dựng vào năm 1345 dưới triều vua Fayor, là nơi để di hài của cha ngài là vua Kamphor. Chùa có một kho kinh thánh rất độc đáo. Các kho trong chùa là nơi lưu giữ, bảo vệ các bản kinh thánh viết trên lá cọ hay các bản giấy tơ tằm mỏng manh được các nhà sư sử dụng để ghi và sao chép về văn hóa dân gian. Và như các bạn đã thấy thì các bức tường của nhà nguyện được chạm khắc hình ảnh phong tục, cuộc sống thường nhật và trang phục của người dân Lanna. Bát Rasin thì các bạn có thể hòa mình với các nhà sư và sinh viên Thái Lan để tết lá và cao bày trong đền. Như các bạn được biết thì ngày hôm nay là ngày lễ Mahabucha nên là rất nhiều người dân Thái Lan đến đây để cầu nguyện cùng với các nhà sư tụng kinh. Thì bên cạnh đó vào ngày này thì người dân đến để xin những cái vòng cầu may của các nhà sư. Như các bạn thấy là Ban Ban với mình cũng tranh thủ để xin cho mọi người một cái vòng để cầu may cho bản thân mình cũng như là gia đình của mình. Các bạn thấy thì mình vừa được một cái vòng như thế này. Đây là một cái vòng chúc may mắn của nhà sư hồi nãy đã cho mình. Thì trong cái buổi lễ đó thì khi mà nhà sư đeo cái vòng này xong cho mình rồi á, thì nhà sư sẽ gắt nước lên người của mình. Thì cái việc gắt nước như vậy sẽ gửi cái lời chúc may mắn đó cho mình và cũng như là cho gia đình của mình. Thì đây là cái vòng may mắn đầu tiên mình có ở Thái, và hy vọng là trong chuyến đi này mình sẽ gặp rất là nhiều may mắn.